đồng hồ pin năng lượng ha cả nhà ơi. Em còn vài con đó, một con Seiko size 37 430, một con CDN size 39 430, đó là giá phi ship ha. À, thấy mấy con này đẹp không? Hàng em tuyển chọn ha, full chức năng, kính đẹp, vỏ đẹp, mới bán. Thì đồng hồ pin năng lượng là gì? Đây, về cơ bản thì đồng hồ pin năng lượng ánh sáng cũng chỉ là đồng hồ pin thôi, nhưng nó khác ở chỗ pin có thể sạc chứ không phải dùng một lần. Đó, ví dụ mấy đồng hồ kia mấy anh dùng một lần rồi ra thay pin 50%, đúng không? Còn này sạc tới rồi nó cho cái đồng hồ hoạt động thôi, cứ hết là sạc, hết là sạc, hoặc là vừa đeo vừa sạc cũng được luôn, chả ảnh hưởng gì mà hả, rất là trâu ha. Cục pin này được sáng thiết kế ra, ví dụ con CTL920F này đi đó, người ta nó ra đời năm 2000 lẻ mấy, đến giờ 2020 mấy mà được, vẫn còn xài nó là biết rồi, cực kỳ bền. Casio ha, nhà không, mấy con này là quốc dân, tại vì ngon, bổ, rẻ, bền bỉ. Ừ. Dây là dây rút nè, không cần phải cắt nè. Size thì 41, 41 chéo, 42 ngang. Phù hợp với mọi cổ tay luôn. Đó thì hiện tại em đang còn hai con M630 này thôi nha. Đó, nó có đèn trợ sáng, có báo thức, có báo mất pin. Đó. Đây, con này thì con này là form gù thì nó là M600 ha. Này thì 650 bao ship nè, này quá đẹp luôn nè, 630 luôn, size 40, dây rút, thấy sợi dây, nhìn thấy sợi dây đã không, không một vệt xước, khóa nè đó. Còn anh em nào tay bự hơn xíu thì đo ngang 43 cũng đầy đủ chức năng ha. Con này em để cái nhà 600 bao ship luôn. Mặt đen khóa bấm. Đó. Đèn chuông dạ quang sáng. Đó. Đây. Casio Overland ha. Pin năng lượng mà được cái hả? Lịch vạn niên nha cả nhà. Dạ quang một tròn. Dây rất là đẹp luôn. Để cái nhà 750 bao ship luôn nè. Dạ quang nè, lịch vạn niên. Thì lịch vạn niên là gì? Lịch vạn niên có nghĩa là mình không cần phải chỉnh lịch. Đó. Thì nó sẽ có, nó lưu trữ trong đây là số năm, là số tháng và số ngày luôn. Ví dụ ngày 30 nó tự nhảy qua mùng 1 luôn. Đó. Em biết chỉnh con này bằng tay nha, hoặc là chỉnh bằng điện thoại nha, sẽ đúng chính xác luôn cho cả nhà luôn. Con này sản xuất tại Nhật. Dây nè. 750 bao ship ha. Mới về được con này cả nhà. Hai ô điện tử nè, 4 kim. Con này nó còn cả tiếng Nhật nè, chữ Nhật nè. Con này sản xuất tại Thái Lan. Multiband 6, 4 kim, có đèn, có chuông. Bán ở nhà 1.080.000 bao ship luôn. Đó. Thì con này size chắc cũng bự. Size 46. Bấm giờ thao, nếu mà thao 5 báo thức, 2 múi giờ, xem giờ thế giới, lịch vạn niên, có đèn tự động. Đó. Dây còn ok. Rồi. Không thì con này cũng có đèn tự động mà, 580 bao ship ha. Size 43. Pin năng lượng con này sản xuất Thái Lan luôn, 6 kim một ô điện tử ha. Có 580 bao ship cả nhà. Còn này em đang đeo nè, Osinus, nhìn nó đơn giản đúng không, lịch vạn niên nha, báo thức, có đèn tự động, dạ quang cực kỳ sáng, sản xuất tại Nhật nữa.
Kính sapphire ánh xanh ha. Con này em đang đeo. Con này thì 6 kim cũng lực vạn niên nè. Đó. Dây nè. Con này thì 7 kim. Size ngang 43. Có đếm ngược thể thao luôn. Kim chạy ngược ha. Có báo thức lịch vạn niên. Dây thép không rỉ khóa bóng. Cũng là nó chạy lùi ngược được thì nó chạy tới được nha cả nhà. Đó, có báo thức luôn. Xem giờ thế giới. Đó, đầy đủ chức năng. Mặt hai lòng. Dạ quang sáng ha. Còn con này đỉnh của chớp nè. Mặt xanh hai ô điện tử ha. Dây rút sản xuất tại Thái Lan. Size 43 có đèn tự động. Pin năng lượng. Quá đẹp luôn. Hàng hiếm ha. Còn này em đang để cho cả nhà là 850 bao ship nè. Đèn chuông pin năng lượng khỏe. Dạ quang học trò size 40. Sản xuất tại Nhật hay sao? Đó, dạ quang học trò khi có đèn nữa. Sản xuất tại Thái Lan. Con này quá đẹp rồi, multiband 6. Cũng đèn, chuông, dạ quang đều đầy đủ lịch vạn niên. Em cũng đeo mấy con này cả nhà. Tại vì đeo riết rồi bị ghiền luôn, không thích đeo mấy con khác luôn. Bao đẹp, con nào cũng đẹp đó nha. Đó, hai con này thì giá rẻ nè, đồng giá 430 bao ship nha. Seiko nè, pin năng lượng size 37. Con này Citizen ha, size 39, dây rút. Đó, dây rút không cần phải cắt mắt dây. Seiko dây cũng đẹp, khóa bấm. Đó, size 37, dạ quang cực kỳ sáng ha. Dạ quang rất rất sáng luôn. Rồi, thôi. Nãy tới đây thôi. Em đang bán đại cái combo 4 con này 800 bao ship nè, ai mua được thì mua ha. Đó. 800 4 con bao ship. Tính ra có 200 ngàn con mà lỗ tiền ship nữa. Đó. Size 36, 37, 38 hay sao. Rồi. Em xin hết ha.